Đối với nhà khán giả VTV, sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Cố vấn an ninh quốc gia Mark Master của Mỹ sẽ bị thay thế vào tháng tới. Phụ tá thân cận của Tổng thống Trump tên là Cole Hope Hicks, người vừa tuyên bố từ chức, được nhiều nhà xuất bản săn đón. Và đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ vào Mỹ năm 2001 với visa cho người có khả năng đặc biệt. Thưa quý vị, ngày hôm qua NBC cho biết là Tòa Úc đang chuẩn bị thay thế ông H.R. Mark Master trong trách vụ cố vấn an ninh quốc gia trong tháng tới. Đây là một cái nỗ lực của Chánh văn phòng Tòa Úc là ông John Kelly và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, theo một số nguồn tin cho NBC biết như vậy. Ông Mark Master và Tổng thống Trump lâu nay đã có những căng thẳng và ông đã từng có nhiều lần nghĩa là hăm he từ chức và người ta cũng định thay thế ông. Và cái người mà thay thế cho ông Mark Master theo nguồn tin Tòa Úc cho biết sẽ có thể là ông Stephen Biegun. Ông này là một người không xa lạ với Hội đồng An ninh Quốc gia, ông đang là Phó Tổng Giám đốc đặc trách chính quyền quốc tế cho công ty Ford, công ty xe hơi. Và ông từng làm trong Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ từ năm 2001 tới 2003 dưới thời Tổng thống Bush và dưới quyền bà Condoleezza Rice, lúc đó là Cố vấn An ninh Quốc gia. Và bà này đã giới thiệu ông Biegun với ông Mattis. Và chính bà Rice cũng là người giới thiệu ông Mark Master với ông Donald Trump luôn. Mà bà cũng giới thiệu luôn cả ông Rex Tillerson, ngoại trưởng đó. À. Thì bây giờ là họ chuẩn bị thay thế Mark Master bởi vì lâu nay cũng đã có những cái đụng chạm rồi. Ở lâu không có được. Và bởi vì cái chính sách của Mark Master thì nó cứng rắn hơn là những người khác. Và ông Trump đôi khi ông lại muốn cái chính sách gọi là nhẹ nhàng hơn về an ninh quốc gia. Thì cũng liên quan chuyện này thì cũng có một ông đó là ông Rex Tillerson cũng đang phàn nàn về cái chuyện là tại sao cái ông Jared Kushner, con rể ông Trump, rồi bà Nikki Haley là đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, rồi cả Mark Master của an ninh quốc gia cứ xíu vào những chuyện ngoại giao của ông Rex Tillerson. Ông Rex Tillerson nhiều khi bị là bỏ ngoài lề, có những chuyện ông Trump bàn với ba người kia. Thì Rex Tillerson cũng bảo là trời ơi, nước Mỹ bây giờ có tới 4 bộ trưởng ngoại giao. Thì đó là những cái lục đục bên trong Tòa Bạch Ốc. Nhất là sau khi cô Hope Hicks tuyên bố thứ tư là cô sẽ từ chức. Bây giờ có thêm một số người sẽ ra đi và nó sẽ tạo ra các lỗ hổng ở trong chính quyền của Mỹ, của Tổng thống Donald Trump trong những ngày tới. Nhắc đến cô Hope Hicks thì thưa quý vị, một tờ báo lá cải bên Daily Mail trích nhiều nguồn tin bên trong là cô đang được nhiều nhà xuất bản săn đón và thậm chí cả các nhà sản xuất truyền hình và điện ảnh luôn. Họ muốn cô viết cái cuốn hồi ký những thời kỳ, những gì cô làm tại Úc và thời gian tại Úc. Và nếu cô đồng ý ký bán cái bản quyền này, trước mắt có thể kiếm 10 triệu như chơi. Cô được coi là nhân vật số 3 quan trọng nhất với ông Trump, sau cô Ivanka Trump nhá. Ông Trump á, cô con gái là quan trọng, thân cận nhất là cô con gái là Ivanka Trump, rồi mới đến bà vợ là Melania Trump. Người thứ ba là Hope Hicks. Hope Hicks từng là một người mẫu, 29 tuổi, rất đẹp, không biết gì chị hết. Nhưng vô làm giám đốc truyền thông cho ông Trump trong thời gian qua, coi tới 40 người và sự ra đi của cô bây giờ. Không biết là ai sẽ thay thế, nhưng người ta cho rằng cô biết được rất nhiều điều. Cô biết cả những cái gì gọi là thầm kín, những nhược điểm, những bí mật, nói chung ngay cả thói quen của ông Trump luôn. Nhưng mà liệu cô dám nói không? Thì một số nhà quan sát bảo là chưa chắc cô nói hết, bị cô bị ràng buộc vào cái thỏa thuận gọi là non-disclosure, tại không được tiết lộ những cái chuyện trong đó ra. Nhưng mà thưa quý vị, muốn tiết lộ cả tỷ cách, họ tiết lộ qua người khác, rồi dần dần ra. Và nếu mà cái người nào đó lấy được những nội dung này và kiểm chứng đúng thì cứ việc viết sách và kiếm tiền thôi. Ví dụ như cuốn Fire and Fury Inside Trump White House của tác giả Michael Wolff, quý vị có một số chi tiết ông bị phê bình là không chính xác nhưng mà vẫn bán được 1,7 triệu bản và hot vô cùng, và ông trở thành triệu phú. Đó, thành thử ra chuyện này không biết là cô Hope Hicks có chịu hay không. Tôi nhớ hồi đó cô Monica Lewinsky sau khi rời Tòa Bạch Ốc cũng bán bản quyền sách cho bên Anh, bên Mỹ thì không nào dám mua hết, nhưng mà bên Anh xuất bản cũng kiếm vài triệu đó. Rồi một chuyện khá lý thú là bà Melania Trump. Tờ báo Washington Post vừa mới tiết lộ là năm 2001 bà vào Hoa Kỳ qua một cái visa rất đặc biệt gọi là EB1. Visa này dành cho những người có khả năng đặc biệt, ví dụ những nhà nghiên cứu, tổng quản trị doanh nghiệp và những người khác nổi tiếng ở đẳng cấp quốc gia và quốc tế. Đó là theo cái định nghĩa của luật di trú năm 1990 mà trong giới di trú người ta gọi đây là gì? Einstein visa, ta dành cho những người thông minh, những người có đẳng cấp. Nhưng mà không biết sao bà vô. Hồi đó là người ta thấy bà là thập niên 90 với 2000, lúc đó bà chỉ là xuất hiện trên các chương trình thời trang châu Âu nè, trên các bảng quảng cáo thuốc lá, trên tạp chí Sports Illustrated, mặc đồ tắm vậy thôi. Nhưng không biết sao bà vô, nhưng mà Washington Post bây giờ họ mới phát hiện ra. Và bà, và năm đó, năm 2001 đó, Slovenia là cái nước gốc của bà đó, chỉ có 5 người vô thôi. 5 người vô Mỹ qua cái diện EB1 là bà là một trong 5 người đó.
Tại sao có chuyện này xảy ra? Bởi vì sau khi Tổng thống Donald Trump ủng hộ cái chính sách của hai thượng nghị sĩ David Perdue của Georgia và Tom Cotton của Arkansas là không cho công dân Mỹ bảo lãnh anh em và cha mẹ nữa, thì họ mới thắc mắc là thế hồi đó bố mẹ vợ của ông đi vào đường nào bảo Melania Trump bảo lãnh thì sao, cũng là chain migration đây mà giống chặn đó. Thì nó giả cái chuyện nó như thế thì nó lùm xùm, cho nên Washington Post họ mới điều tra và lòi ra được chuyện này, chuyện lý thú vô cùng. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình ngày hôm nay một lần nữa, và xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.